Sa môn là tiếng Phạn, tiếng Hán nghĩa là cần tức. Cần nghĩa là siêng năng tu tập giới định huệ. Tức nghĩa là đình chỉ, dừng nghỉ, diệt trừ tham sân si. Hành xử như thế được gọi là sa môn. Có bốn loại sa môn. Thứ nhất, thắng đạo sa môn là những vị tu hành chứng được cả hai quả vị A-la-hán và Bồ-Tát. Thứ hai, thuyết đạo sa môn là những vị thường hoằng pháp lợi sinh. Thứ ba, hoạt đạo sa môn là những vị trì giữ giới luật, phạm hạnh thanh tịnh, không bao giờ quỷ phạm giới cấm. Thứ tư, ô đạo sa môn là những kẻ phá giới phạm trai, sống trái nghịch với luật Phật chế. Không những mình quỷ phạm giới mà còn khiến cho mọi người sinh khởi ấn tượng không đẹp khi thấy có người xuất gia mà không giữ gìn giới luật, nên mất niềm tin vào Phật pháp. Do vì họ khiến cho người khác mất lòng tin nên được gọi là người xuất gia mà làm nhiễm ô Phật pháp. Đức Phật cũng được gọi là sa môn. Một lần ở Ấn Độ, khi Đức Phật còn tại thế, Tỷ Khưu Mã Thắng đắp y với dáng vẻ rất trang nghiêm đi qua trên đường. Dáng vẻ oai nghiêm của Tỷ Khưu rất khả kính, nên khi mới gặp ngài, Tôn giả Xá Lợi Phất liền xúc động nói: "Ngài quá nghiêm túc, oai nghi của ngài quá hoàn chỉnh, chắc chắn thầy của ngài là một bậc đại đạo sư. Vị ấy là ai vậy?" Tỷ Khưu Mã Thắng đáp: "Chư pháp tùng duyên sinh, diệt tùng nhân duyên diệt, ngã Phật đại sa môn, thường tác như thị thuyết." Dịch nghĩa: các pháp do nhân duyên sinh, cũng từ nhân duyên diệt. Đức Phật, vị đại sa môn, thường dạy lời như thế. Khi Tôn giả Xá Lợi Phất nghe những lời này, liền đi theo Tỷ Khưu Mã Thắng trở về Tinh Xá Kỳ Hoàng trong giường ông cấp cô độc, đảnh lễ Đức Phật xin xuất gia, nhận Đức Phật làm bổn sư. Chúng ta nên học hành tinh cần của sa môn, tu tập giới, định, huệ. Trước hết phải quy y Tam Bảo và thọ trì năm giới. Năm giới là không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh dâm dục, không nói dối, không dùng rượu hoặc chất kích thích. Sau khi thọ nhận năm giới, chúng ta nên thực sự thi hành, có nghĩa là không bao giờ quỷ phạm. Năm giới rất là quan trọng. Giữ gìn năm giới một cách nghiêm túc, bảo đảm sẽ được tái sinh làm người. Nếu quý vị tu tập theo năm giới, quý vị sẽ không bị mất cơ hội được tái sinh làm người. Vậy mà có người nói: "Tôi biết tại sao người ta không nên giết hại. Dù sao, tất cả mọi chúng sinh đều có Phật tánh, mọi chúng sinh đều sẽ thành Phật. Thế nên, mọi sinh mạng của chúng sinh đều phải được bảo trọng. Tôi cũng hiểu trộm cắp là không tốt, không buông thả trong tà hạnh dâm dục và không nên nói dối. Nhưng tại sao việc dùng các chất kích thích lại bao gồm trong năm giới? Tôi thường uống rượu và hút thuốc. Mọi người cũng uống rượu, cũng hút thuốc. Có gì sai trái? Thực vậy, tôi đang xem lại có nên từ bỏ việc tu học Phật pháp chỉ vì việc cấm sử dụng các chất kích thích hay không?" Quý vị nên dừng lại và suy nghĩ kỹ về điều ấy. Thay vì chạy theo đám đông, thấy nhiều người thích hút thuốc nên quý vị hút theo họ, nhiều người thích uống rượu nên quý vị cũng uống luôn. Quý vị bị dính mắc vào thói quen của mọi người và làm những việc họ thường làm, cho đến rốt cuộc mang lấy thói quen như họ. Đa số mọi người ít bị những căn bệnh nghiêm trọng, chỉ bị chút ít bệnh nhẹ và một số vấn đề rắc rối nhỏ. Nhưng chỉ y cứ vào một số vấn đề nhỏ nhặt mà dự tính bỏ việc học tập Phật pháp thì thật là điên rồ. Quý vị có muốn biết tại sao có giới cấm uống rượu không?
tôi sẽ kể cho quý vị nghe một câu chuyện chân thực để minh họa. Có một người đã thọ năm giới, anh ta lại rất thích uống rượu. Thế nên sau đó, anh ta không còn giữ được giới nào cả. Chuyện gì đã xảy ra? Một hôm, anh ta nghĩ, có lẽ ta nên dùng tí rượu. Anh ta cầm chai rượu lên và uống vài ngụm. Thường khi uống rượu thì phải ăn một thứ gì đó. Thế nên anh ta đặt chai rượu xuống, bước ra ngoài, trông chừng kiếm thứ gì để ăn. Thấy có con gà nhà hàng xóm đi lạc qua vườn nhà mình, anh ta nghĩ, tốt, nó sẽ là thức nhắm rất ngon. Anh ta vô lấy con gà. Lúc ấy, anh ta đã phạm giới trộm cắp. Khi đã bắt được gà rồi, anh ta phải giết gà mới ăn được. Thế là anh ta phạm thêm giới sát sanh. Khi thịt gà đã được nấu chín rồi, anh ta nhấm thịt gà với rượu. Chẳng bao lâu anh ta uống say mềm. Như vậy, anh ta phạm phải giới dùng chất độc tố kích thích. Lúc ấy, có tiếng gõ cửa. Đó là người phụ nữ hàng xóm đi tìm gà. Anh ta liền buộc miệng nói, tôi chẳng thấy. Thế là anh ta phạm luôn giới nói dối. Khi liếc nhìn người phụ nữ lần thứ hai, vẻ đẹp của cô ta đã khơi dậy trong anh ta ham muốn tình dục mãnh liệt. Anh ta liền hãm hiếp cô ta. Sau đó anh ta bị kiện. Tất cả các việc xảy đến với anh đều do ham uống rượu. Chỉ vì uống vài hớp rượu mà sau đó anh ta phạm hết tất cả bốn giới còn lại và vướng vào vòng lao lý. Chất kích thích làm cho con người mê mờ và tán loạn, nên đó là một đối tượng mà đạo Phật lập nên giới cấm. Một người uống rượu thì thiếu tự chủ. Bất thần, anh ta bỗng dưng nhận ra mình đang ở thiên đàng, hốt nhiên lại ở dưới đất đằng vân giá vũ. Anh ta chẳng ra tích sự gì cả, vì nó khiến cho người ta đánh mất tất cả mọi điều ngăn cấm, nên nó được xếp vào trong số năm giới cấm. Nếu quý vị thọ nhận năm giới mà không hủy phạm, thì quý vị sẽ được hộ trì của các vị hộ pháp thiện thần, là những vị bảo hộ cho từng điều giới. Nếu quý vị hủy phạm giới luật, các vị hộ pháp thiện thần sẽ tránh xa, không còn bảo hộ cho quý vị nữa. Đây là lý do tại sao trong Phật Pháp, việc thọ nhận giới luật là rất quan trọng. Có người sẽ hỏi, như thế nào mới được gọi là thọ trì giới? Nếu chỉ đọc trong sách, biết rằng không nên sát hại, trộm cắp, tà hạnh dâm dục, nói dối và dùng chất kích thích, đó chưa được gọi là giữ giới. Cũng chẳng phải là đến trước tượng Phật, đốt nhang hoặc đốt vài liều hương trên thân thể mình, rồi tự nhận giới theo cách ấy là được. Không, thọ giới hoàn toàn chẳng phải theo cách ấy. Nếu một cư sĩ muốn thọ trì năm giới, phải tìm một vị cao tăng có đức độ để chứng minh, để trao truyền giới thể cho người cư sĩ. Vị cao tăng sẽ giảng rằng, từ nay con đã thọ trì năm giới, công đức do thọ trì năm giới lớn lao, vi diệu, bất khả tư nghị. Nên để cho đúng như pháp, mọi người đều phải đến trước chư đại đức tăng để cầu được truyền thọ giới pháp. Bên cạnh việc tu tập giới luật, các vị sa môn còn tu tập thiền định. Có nhiều loại định, nhưng nói tổng quát, nếu quý vị không bị xoay chuyển bởi bất kỳ ngoại cảnh, thì đó gọi là định. Làm thế nào một người có thể đạt được chánh định? Trước tiên, quý vị phải lắng tâm bằng cách tĩnh tọa và tham cứu các công án thiền. Lý do khiến mọi người chạy ngược, chạy xuôi, chạy đông, chạy tây là vì họ không đạt được định lực. Buổi sáng họ chạy đến cửa ông Chu, chiều họ đến lớp ông Chin, họ chạy đi khắp nơi vì họ không có được chút định nào. Để có được định lực, quý vị phải chịu khổ nhọc. Khi quý vị chịu khó tu tập như thế, quý vị sẽ đạt được một số kinh nghiệm khác nhau.
Nhưng ngay khi có được chút ít kinh nghiệm này, quý vị phải thận trọng, đừng để cho nó xoay chuyển mình. Đó được gọi là định lực. Nếu chỉ bị một tình huống xoay chuyển tâm thức thì quý vị chưa có định lực. Chẳng hạn như khi quý vị nhận được một bức thư báo tin xấu khiến cho quý vị bận lòng, như vậy là chưa đủ định lực, là chưa qua được cuộc khảo nghiệm. Hoặc nếu quý vị gặp chuyện vui và quý vị truy đuổi theo việc ấy, như thế cũng là chưa có định lực. Nếu quý vị đối đầu với một tình trạng bất như ý và quý vị nổi sân, cũng là do chưa có định lực. Quý vị nên không vui cũng chẳng buồn, không phấn khích cũng chẳng buồn rầu. Có định lực là ứng xử mọi việc mà tâm không dao động. Đó là quý vị ứng xử theo tâm đạo. Khi tu tập định lực, quý vị khai mở được trí huệ. Nếu không có định lực thì không thể nào có được trí huệ lực. Không có năng lực của trí tuệ, làm sao quý vị tu học Phật Pháp được? Định lực và trí huệ lực do đâu mà có? Do giữ giới mà có. Hằng ngày quý vị phải thường hộ trì giới luật, rốt cuộc quý vị sẽ có được sự hành xử tương ứng với Phật Pháp một khi được tưới tẩm dòng nước Pháp. Sa môn phải tinh tấn tu tập giới định huệ, dừng hẳn tham sân si. Ba món độc này là lý do khiến cho quý vị không chứng được Phật quả. Nếu quý vị đình chỉ hẳn ba món độc này thì sẽ rất mau thành Phật. Bất luận thứ gì, hễ quý vị muốn được càng nhiều càng tốt thì đó gọi là tham. Quý vị gặp một vài tình huống không thích rồi nổi giận, đó gọi là sân hận. Si là những vọng tưởng phát sinh từ tâm niệm vô minh và lang thang trong những tâm niệm này với tinh thần bối rối. Nếu quý vị chuyển hóa sạch ba món độc này sẽ tương hợp với đạo, là rất dễ dàng thành tựu đạo nghiệp. Mọi vật đều có bản tánh là Phật. Kinh Pháp Hoa, một bộ kinh thuộc về Viên giáo, nói rằng mọi chúng sinh trong tương lai đều sẽ thành Phật. Kinh nói, nếu có chúng sinh lúc tâm tán loạn bối rối vào nơi tháp miếu và niệm dù chỉ một lần niệm Nam Mô Phật, thì họ đều đã chứng thành Phật đạo. Khi người ta vào tháp miếu hoặc chùa lễ Phật, họ đều có sẵn lòng thành và dự tính những gì mình sẽ làm. Nhưng trong Kinh Pháp Hoa lại đề cập đến người khi vào chùa tháp mà không có sẵn lòng thành, chỉ cần thốt nhiên niệm lên Nam Mô Phật, do chỉ một lần tình cờ niệm Nam Mô Phật ấy, họ đã được thành Phật trong đời sau rồi. Tôi nhớ một câu chuyện trong một tác công án. Khi quý vị niệm Phật, quý vị không nên niệm Phật để chỉ cầu cho mình. Khi quý vị niệm Phật, dù chỉ một niệm và hồi hướng công đức đã tích lũy được cho toàn thể chúng sinh, nhờ đó mà công đức của việc niệm Phật càng tăng trưởng. Đó gọi là niệm Phật viên dung vô ngại. Có một lần Đức Phật cùng chư Tăng đi vào một quốc gia khác để khất thực, chỉ thiếu ngày một kiền liên. Ở đó chẳng có người nào cúng dường cho Đức Phật và chư Tăng cả. Quốc vương, các quan đại thần, kể cả cư dân cũng không ai dâng cúng cho Đức Phật và chư Tăng. Thế mà sau đó, khi ngài Mục Kiền Liên đến quốc gia ấy, thì mọi thần dân đều rất cung kính dây quanh để chào mừng và đảnh lễ ngài. Họ thỉnh cầu ngài cho biết cần thứ gì để họ cúng dường các vị. Các vị đệ tử không hiểu tại sao một vị đức hạnh tột vời như Đức Phật lại không được thần dân nước ấy cúng dường, mà khi đệ tử của Đức Phật đến lại được toàn dân trong nước chào mừng và dâng cúng. Họ hỏi Đức Phật, việc ấy nguyên nhân ra sao ? Đức Phật bảo các đệ tử, các quan đại thần
và thần dân ở nước ấy không cúng dường Như Lai, là vì trong quá khứ Như Lai đã không gieo thiện duyên với họ, kết quả là không có sự lưu tâm mật thiết với nhau. Nhiều kiếp lâu xa về trước, một Kiền Liên là một vị tiều phu. Một hôm đang lượm củi thì đụng nhầm một tổ ong và bị đàn ong tấn công. Một Kiền Liên chỉ biết niệm Phật và nguyện rằng: Nam mô Phật, xin đàn ong đừng đốt tôi. Kiếp sau khi tôi thành Phật, trước hết tôi sẽ độ thoát cho các bạn, cho đến khi các bạn tu tập thành Phật. Hãy chuyển đổi tâm niệm xấu ác trong mình, đừng nên hại người nữa. Như kết quả của lời nguyện, đàn ong không đốt một Kiền Liên nữa. Cuối cùng, ông chúa trở thành quốc vương của nước này. Những ông thợ, ông đực trở thành quan đại thần và thần dân nước ấy. Khi một Kiền Liên bây giờ là một tỷ khưu đến thành ấy, những con ong mà ngài đã phát nguyện độ thoát đã đến đảnh lễ chào mừng ngài. Năng lực của lời nguyện trong kiếp trước mạnh như vậy đó. Nhớ làm lòng chuyện này, chúng ta nên thường xuyên gieo thiện duyên với toàn thể chúng sinh. Chúng ta nên phát nguyện độ thoát hết thảy chúng sinh mọi loài, giúp họ thành tựu đạo nghiệp. Lời nguyện vô hình, nhưng chúng sinh mọi loài đều có đài tiếp sóng vô tuyến tương ứng trong tâm họ, nên họ đều có thể nghe được. Lời nguyện tuy vô hình và không thực thể, nhưng mọi loài chúng sinh đều tự nhiên cảm nhận nếu mình phát khởi thiện tâm với họ. Quý vị nên phát tâm cứu độ tất cả chúng sinh. Người luôn luôn giữ vững sự phát tâm này sẽ thường có nhiều quyến thuộc bất kỳ nơi đâu mà họ đến. Con người hỏi: Con đến nơi nào cũng chẳng có ai giúp đỡ cho con cả, vì sao như vậy? Là vì trong quá khứ quý vị chưa từng gieo thiện duyên với những người đó. Gieo thiện duyên với chúng sinh đặc biệt rất quan trọng cho những người tu đạo. Nên nói: Vị kết bồ đề quả, tiên kết chúng sinh duyên. Để đạt được kết quả giác ngộ thì trước hết phải nên gieo duyên lành với chúng sinh, cư xử tốt đẹp với mọi người. Tại sao việc ấy lại cần thiết vậy? Vì chúng sinh là Phật, gieo duyên lành với họ là kết duyên lành với chư Phật. Nếu quý vị không gieo duyên lành với chúng sinh thì quý vị không có duyên lành với chư Phật. Dục kết bồ đề quả, quảng kết chúng sinh duyên. Nghĩa là muốn có được quả giác ngộ thì nên gieo duyên rộng rãi với toàn thể chúng sinh. Mọi người nên đem hết sức mình để gieo nhân lành, như phát tâm Bồ Tát Đại Thừa. Đừng nên tu tập thành quả vị A-La-Hán Tiểu Thừa, chỉ biết đến mình, không biết cứu độ người khác. Nếu quý vị nhìn thấy được chúng sinh là Phật, thì chúng sinh cũng sẽ nhận ra quý vị là Phật. Nếu quý vị nhìn chúng sinh là ma dương, thì chúng sinh cũng nhìn quý vị là ma dương. Cũng như mình mang kính khi nhìn, nếu quý vị mang kính màu xanh, sẽ thấy mọi vật màu xanh. Nếu mang kính màu hồng, sẽ thấy vạn vật màu hồng. Không phải chỉ như vậy thôi, mà cách quý vị nhìn người khác cũng chính là cách người khác nhìn quý vị. Đó là lý do trước đây tôi có nói là mọi người đều có một đài đón nhận tín hiệu vô tuyến ở trong tim mình, khiến họ có thể nhận ra được mọi điều đang diễn biến trong tâm người khác. Đừng nghĩ người khác không biết được tâm niệm xấu ác của mình. Dù họ không biết chính xác những gì quý vị đang suy nghĩ, nhưng tự tánh của họ nhận biết rõ những điều ấy. Khi mình có thiện tâm với người, thì thân thể và mặt phát ra ánh sáng dương. Khi khởi ác tâm với người thì phát ra bóng tối âm. Nghĩa lý giáo thuyết trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm sâu như biển.
đã có nhiều người tuyên bố đã thăm dò được chiều sâu của biển. Thực ra, chiều sâu của biển thay đổi rất nhiều, tùy theo từng nơi, nên khó có thể nói chính xác độ sâu của biển. Giáo nghĩa kinh thủ Lăng Nghiêm cũng như vậy, không dễ dò chừng được. Mọi người đều đạt được những sự lợi ích riêng biệt từ trong kinh. Sự lợi lạc của riêng mỗi người đều khác biệt nhau, nhưng tất cả sự lợi ích ấy đều xuất phát từ trí tuệ trong kinh. Vì nghĩa lý của kinh rất sâu mộc, nên trí tuệ thâu nhận được từ trong kinh rất lớn, và có thể đạt được định lực rất kiên cố, nên kinh được gọi là Thủ Lăng Nghiêm, nhất thiết sự cứu cánh kiên cố, bền vững, cứng chắc nhất trong tất cả vạn vật. Nếu mỗi chúng ta đều gặt hái được những ích lợi từ kinh, liệu giáo nghĩa của kinh có phai mờ đi chút nào chăng? Không, giáo nghĩa của kinh cũng như nước trong đại dương. Khi có người đến bên bờ biển múc đầy một xô nước, lượng nước còn lại trong đại dương vẫn lớn như thường. Nếu có người dùng nước cho mục đích riêng của họ, lượng nước trong đại dương vẫn còn nhiều, không bao giờ cạn kiệt. Giáo nghĩa của kinh Thủ Lăng Nghiêm cũng không bao giờ thăm dò hết được. Ngay cả khi quý vị đã giác ngộ, giáo nghĩa của kinh cũng vẫn sung mãn như trước khi quý vị chứng ngộ. Quý vị có thể đạt được chút ít trí tuệ, nhưng trí tuệ vốn hàm chứa tròn đầy trong kinh vẫn không tăng, không giảm.